Tiên tri Nostradamus 2024, vua hải đảo thoái vị, Trung Quốc sinh biến lớn. Nhà tiên tri Michel Nostradamus đã xuất bản những lời tiên tri của mình trong cuốn sách Les Prophéties hơn 450 năm trước, và những người hâm mộ ông khẳng định đã thấy chúng trở thành hiện thực trong nhiều năm qua. Họ nói cùng với những điều khác rằng ông đã dự đoán chính xác sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ ám sát Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, sự khởi đầu của dịch Corona và thậm chí cả cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vào năm 2022. Giờ đây, nhà tiên tri có thể thêm một dự đoán khác vào danh sách những lời tiên đoán đã được ứng nghiệm của ông. Ông viết trong cuốn sách của mình về năm 2024, trái đất khô cằn sẽ trở nên khô cằn hơn và sẽ có lũ lụt lớn. Người hâm mộ của ông chắc chắn rằng trong dự đoán này, Nostradamus đề cập đến cảnh báo sóng thần được đưa ra ở Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tấn công miền Trung Nhật Bản. Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về sóng thần dọc bờ biển các tỉnh miền Tây. Do lo ngại lũ lụt, người dân ở các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama đã được yêu cầu di chuyển đến vùng đất cao hơn. Tiếng ồn đã khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ, ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi sóng cao cuốn nhiều ô tô và nhà cửa xuống biển. Nostradamus cũng cảnh báo về một nạn đói lớn, kéo theo làn sóng độc hại, nghĩa là nhiều tin xấu hơn có thể đến nếu dự đoán đầy đủ của ông trở thành chính xác. Hiện tại, nhiều người đang xem xét những dự đoán của ông một cách nghiêm túc, và nếu bạn cũng tin, hoặc ít nhất là muốn để mắt tới, thì đây là một số dự đoán khác của ông cho năm 2024. 1. Nostradamus đề cập đến một vua đảo bị buộc phải ra đi. Mặc dù các bài viết của ông không đề cập đến một nhân vật hoàng gia cụ thể nào, nhưng một số chuyên gia tin rằng đó có thể là vua Charles sắp thoái vị. Trong sách của Nostradamus có viết, vua của các hòn đảo đã bị trục xuất bằng vũ lực, được thay thế bằng một người không có dấu hiệu của một vị vua. Chuyên gia Mario Ridding, nhà phân tích và tác giả cuốn sách Những lời tiên tri của Nostradamus, tin rằng nhà vua có thể từ chức do các cuộc tấn công liên tục nhằm vào ông và người vợ thứ hai, nữ hoàng Camilla. Ông đã viết về các trận chiến và trận hải chiến cách đây nhiều thế kỷ trong một trong những câu thơ của ông. Anh ta nói, đối thủ màu đỏ sẽ tái mặt vì sợ hãi, hãy để biển phải sợ hãi. Nhìn vào các cường quốc hiện nay, màu đỏ có lẽ sẽ gắn liền với chính quyền Trung Quốc. Trước đây Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện sức mạnh tàn bạo của mình ở Biển Đông và các khu vực xung quanh Đài Loan, hầu hết đều thông qua các tàu hải quân của nước này. Biển ở đây có thể ám chỉ Ấn Độ Dương, trong khi thuật ngữ kẻ thù đỏ ám chỉ chính quyền Trung Quốc. Trong dự đoán của Parker, ông đã chỉ ra một cách trực tiếp và rõ ràng hơn rằng một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan sẽ xảy ra vào tháng 10 năm 2024, và trong tương lai sẽ có một giai đoạn rất hỗn loạn. Lời tiên tri không phải là một sự thật chắc chắn sẽ xảy ra và cần phải nhìn nhận một cách hợp lý. Bản thân chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến mới xảy ra. Chúng tôi mong rằng các khán giả Đài Loan của chúng tôi sẽ có một năm 2024 an toàn, suôn sẻ và không bị xáo trộn bằng chiến tranh. Nostradamus cũng đề cập rằng làn sóng dịch bệnh sẽ dẫn đến nạn đói rất nghiêm trọng và giáo hoàng sẽ được thay thế bởi một giáo hoàng mới trẻ. Mặc dù những dự đoán này không cho biết khi nào nó sẽ xảy ra vào năm 2024, nhưng nhìn vào tình hình hỗn loạn và đối đầu hiện nay, hạt giống của sự bùng phát không biết khi nào sẽ nảy mầm. Nếu những dự đoán này được chứng minh là chính xác, chúng ta có thể lại gặp phải điều gì đó bất thường vào năm 2024. Những dự đoán của Parker luôn bi quan, nhưng có những lúc anh ấy không bi quan. Anh ấy nói trong video, sau năm 2026, một số điều rất tích cực sẽ bắt đầu xảy ra trên thế giới, nhưng đó vẫn sẽ là một con đường gập ghềnh. Con đường gồ ghề, có lẽ nó đề cập đến hai năm 2024 và 2025. Các nhà tiên tri cổ đại và hiện đại đều nhất trí coi hai năm tiếp theo là hai năm quan trọng và nguy hiểm nhất. Những gì tưởng chừng như trùng hợp, thực ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Chức năng cảnh báo đằng sau lời tiên tri mới là điều chúng ta nên chú ý nhất. Chúng ta phải tin rằng vận mệnh của con người là do sự an bài của những sinh mệnh cao cấp.
vượt quá khả năng của con người. Vậy, những lời tiên tri này cảnh báo chúng ta như thế nào từ những sinh mệnh cao cấp hơn? Có lẽ như Parker đã nói, là một nhà ngoại cảm, tôi chỉ đi theo quỹ đạo để đưa ra những dự đoán, nhưng tương lai có thể thay đổi do ý chí của con người. Một tâm linh mới sẽ xuất hiện trong nhân loại, vượt lên trên mọi tôn giáo, và chúng ta được ban cho một quy tắc đạo đức, nhưng nó đòi hỏi sự thức tỉnh của toàn thế giới. Đây là một điều may mắn lớn sau khi thịnh vượng, và chúng ta sẽ có trình độ nhận thức cao hơn. Trăm bài thơ dự đoán năm 2024 sẽ là một năm đầy sóng gió. Xung đột sẽ nổ ra ở Pháp và tất cả các nước châu Âu đều bị ảnh hưởng. 7 tháng xung đột, người chết vì ác, cá sống ở Biển Đen sẽ bị nấu chín. Cuộc chiến này sẽ kéo dài 27 năm. Năm 2024, khi sao chổi xuất hiện trên bầu trời, nó sẽ mang đến một khoảnh khắc cực kỳ bạo lực, sẽ hủy diệt hành tinh của chúng ta. Trận lụt lớn sẽ quay lại và cuốn trôi cả thế giới. Hiện tượng El Nino tái xuất hiện, khiến nhiệt độ cao, hạn hán, mưa lớn nối tiếp nhau ập đến. Sự chia rẽ của nước Mỹ đứng đầu, dự báo nêu rõ rằng cuộc đấu tranh chính trị nội bộ ở Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước cuộc bầu cử tháng 11. Cuộc bầu cử tổng thống này sẽ làm sâu sắc thêm những khác biệt chính trị ở Mỹ và là một phép thử đối với hệ thống dân chủ mà Hoa Kỳ chưa từng trải qua trong 150 năm qua. AI có thể vượt xa sự kiểm soát của chính phủ. Đại dịch AI năm ngoái cũng dự đoán rằng năm nay do khả năng giám sát suy yếu, các công ty công nghệ phần lớn vẫn sẽ không bị kiểm soát. Có khả năng sẽ xuất hiện các mô hình và công cụ AI mạnh mẽ hơn, thậm chí AI sẽ vượt quá tầm kiểm soát của chính phủ. Trục lừa đảo ám chỉ dự đoán động thái của các nước châu Âu và Đông Âu sẽ trở nên phối hợp và mang tính tàn phá hơn trong năm nay. Liệu Triều Tiên có tung đòn tấn công bất ngờ vào Nhật Bản? Kho vũ khí của quân đội Putin có viện trợ nước ngoài không? Đây đều là những rủi ro mà thị trường đang quan tâm. Còn về phía Trung Quốc, dự đoán nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không nới lỏng kiểm soát quyền lực hoặc không chuyển đổi triệt để sang kích thích tiêu dùng quy mô lớn và cải cách cơ cấu, nền kinh tế Trung Quốc sẽ hoạt động kém hiệu quả trong thời gian tới. Hiện, lạm phát toàn cầu vẫn là một trong 10 rủi ro hàng đầu thế giới trong năm nay. Cú sốc lạm phát toàn cầu bắt đầu từ năm 2021 sẽ tiếp tục kéo nền kinh tế đi xuống trong năm nay, dẫn tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và làm gia tăng áp lực tài chính lên xã hội. Ông còn tiếp tục dự đoán về những vấn đề liên quan đến khí hậu, thiên nhiên, y tế, con người. Cụ thể, Nostradamus dự đoán núi lửa Mount Etna đang hoạt động ở Ý sẽ phun trào vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, đồng thời cho biết đây sẽ là đợt phun trào đầu tiên kể từ núi Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên hoặc 1631 sau công nguyên. Một loại virus cực kỳ nguy hiểm đã tồn tại trên trái đất suốt 40.000 năm sẽ từ từ thả ra đại dương khi các dòng sông băng cổ đại tan chảy, giết chết nhiều người. Đồng thời, bệnh dịch cũng sẽ mang đến những thảm họa lớn, nạn đói. Dự đoán này trùng khớp với quan niệm ngày nay về sự nóng lên toàn cầu. S.H. Urong, một bác sĩ y học Trung Quốc sống ở Anh, thông thạo y đức và kinh dịch và sinh ra trong một gia đình y học cổ truyền Trung Quốc 600 năm tuổi, cũng đã tính vận mệnh năm 2024 thông qua kinh dịch. Cô ấy đã nói trên diễn đàn ưu tú vài ngày trước, đầu năm 2023, khi đó, trong Sức khỏe 1+1, cô ấy đã dự đoán rằng bệnh dịch sẽ quay trở lại vào mùa thu đông. Bây giờ, tôi thấy bệnh dịch đã quay trở lại. Làn sóng dịch bệnh này có thể nói là đợt cuối cùng của đại dịch vương miện mới, nhưng sẽ rất nghiêm trọng, chỉ bùng phát vào cuối năm 2023. Dịch bệnh sẽ lan đến khắp mọi nơi và tất cả mọi người đều sẽ tham gia, đặc biệt là tập trung vào Trung Quốc. 2024 sẽ là năm nghiêm trọng nhất đối với bệnh dịch hạch mới. Dịch bệnh này sẽ bùng phát và lây lan toàn diện. Về cơ bản, nó sẽ phổ biến ở Trung Quốc đại lục và sẽ lan ra toàn thế giới. Nhưng không bằng, dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn ở phương Tây, châu Âu, Đông Nam Á và các quốc gia ở miền Nam Trung Quốc cũng sẽ nghiêm trọng hơn theo đó. Kể từ tháng 10 năm 2023, Trung Quốc chứng kiến đợt bùng phát bệnh viêm phổi do Mycoplasma trên quy mô lớn và thường xuyên xuất hiện tin tức về nhiều người trẻ tử vong đột ngột. Điều này dường như đang ứng nghiệm với dự đoán trên. Cùng với đó, vào năm 2024, sau cái chết của một giáo hoàng già,
một người La Mã lớn tuổi sẽ được bầu. Đức Thánh Cha Francisco hiện nay sắp bước sang tuổi 87. Gần đây, anh ấy đã bỏ qua một hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc do bị viêm phổi và các vấn đề về hô hấp sau khi mắc bệnh cúm. Nostradamus cho biết tân giáo hoàng trẻ hơn sẽ giữ chức vụ này trong thời gian dài. Nostradamus dự đoán rằng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, tuổi thọ của con người sẽ bắt đầu kéo dài và tuổi thọ trung bình sẽ được kéo dài lên 150 đến 170 tuổi. Video của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Bạn nghĩ sao về những điều tiên tri trên? Hãy bình luận xuống phía dưới để chúng tôi cùng biết và đừng quên ấn like, share và đăng ký để nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!